Chào các bác nhé, hôm nay giới thiệu qua hai cái máy cắt cỏ của Ryobi. Cái này là công suất của nó 1.200. Đây là 1.200 và cái này nó là 1.000. Thì nó có hai dòng, dòng 1.000 và 1.200. Nó đều cắt bằng dây cước. Còn cái này là điện, nó sử dụng điện 220V. Sử dụng điện 220 nhé. Công suất thì thằng này thì là 1.000W, thằng này 1.200. Giá của thằng này là 1 triệu, thằng này 1 triệu 2. Đấy, tùy các bác mình lựa chọn nhé. Công suất nhỏ thì tiền nó nhỏ hơn, công suất lớn thì tiền nó nhìn lớn hơn một chút. Được cái công suất lớn nhưng mà cái cần của nó là cần thẳng nhé. Đây là một cái cần thẳng. Còn bên này thì nó là cái cần cong. Đấy, nó cong cong như này này. Nó có hai dòng, dòng cần cong và cần thẳng. Cái dây cước thì toàn bộ nó cắt bằng dây cước hết. Toàn bộ cắt bằng dây cước, công suất 1.000W và 1.200. Máy cắt cỏ Ryobi sử dụng điện 220. Các bác mình quan tâm tới cái dòng nào thì cứ báo em nhé. Giá cả rõ ràng, các bác mình không cần phải hỏi giá nữa. Giá 1 triệu và 1 triệu 2. Các bác mình lấy loại nào thì cứ báo là tôi lấy loại 1 triệu và tôi lấy 1 triệu 2. Có hai máy thôi, các bác mình quan tâm thì cứ alo cho em.